thứ ba mình muốn nói về sức mạnh của những lời nói. Đây cũng là lý do tại sao mà mình phải đặt cái việc tập tánh lên trên, là tại vì lúc mình nóng nảy, mình có thể nói ra những lời không hay, đi quá tầm, cho nên là mình có thể làm người khác tổn thương. Sức mạnh lời nói, mình phải kiểm soát lời nói của mình phải học cách kiểm soát, đừng để hãy tức thì nói, không cần suy nghĩ, không cần biết đến ai. Bởi vì nếu mà mình không tập cái đó, mình sẽ làm người khác buồn, người khác tổn thương, và đôi lúc là có những hậu quả nặng nề hơn. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh thứ hai, tại sao nên kiểm soát lời nói, là vì đôi khi mình nói ra thì nó cũng giống như là mình rủa người khác. Thí dụ như mình nóng quá, mình nói mình bậy đi, thành như là mình rủa người ta. Rồi nếu cái chuyện đó nó xảy ra thật thì mình thấy như thế nào? Nếu mình thấy vui á thì cũng đỡ cho mình đi, mà nếu thật sự mình thấy hối hận, mình thấy là như vậy là không tốt. Và nhiều khi trong cái quá trình cuộc sống, kinh nghiệm của mình thấy là à, hình như là mình nói cái gì ra thì cái chuyện đó nó hay xảy ra thật sự ở ngoài đời, vậy nên mình phải tập. Đó có hai khía cạnh. Khía cạnh một, mình nói mình làm người khác tổn thương, và lúc mình suy nghĩ lại mình cũng thấy buồn, mình cảm thấy mình vậy là không tốt, bị bứt rứt, vậy là cũng không có ai vui. Khía cạnh thứ hai, rủi như mình nói cái chuyện đó nó thành sự thật mà nó đã quá cái tầm suy nghĩ của mình thì cái đó thật là đau đớn. Bởi vậy cái lời nói nó rất quan trọng, hãy suy nghĩ trước khi nói đúng mực, cho dù mình có đang là nóng giận, đang cãi lộn với người khác, thì chỉ hãy nên cãi trên cái mặt lý lẽ, nói sao cho đúng, chứ không cần phải xài những chữ, những câu để hạ bệ người khác, để thắng cho bằng được. Bởi vì cho dù mình có cãi thắng đi chăng nữa thì cái đó nó có phải thật sự là thắng hay không? Chưa chắc. Bởi vậy cho nên hãy tập tánh. Xin chào các bạn.